Phong Điền chủ động kiện toàn đội ngũ cán bộ phù hợp tiến trình trở thành thị xã. Hàng ngàn người dân và du khách tham gia lễ hội Điền Huệ Nam tháng 7 âm lịch. Hướng tới hình thành một lối sống xanh, góp phần lan tỏa những giá trị vì cộng đồng. Vừa rồi là những thông tin chính trong chương trình sáng nay thứ hai ngày 12 tháng 8. Xin chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Huế Ngày Mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét lại việc cho phép các cơ sở đào tạo đại học triển khai phương thức xét tuyển sớm từ kỳ tuyển sinh năm 2025. Một trong những thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, nhất là thí sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tham gia xét tuyển đại học từ năm 2025, là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét lại việc cho phép các cơ sở đào tạo đại học triển khai phương thức xét tuyển sớm. Theo nhiều ý kiến, thời gian qua, việc tổ chức xét tuyển sớm có tác động tiêu cực với giáo dục phổ thông ở giai đoạn cuối cùng của cấp học này, nên thời gian tới cần xem xét. Liên quan đến định hướng tuyển sinh đại học từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các cơ sở đào tạo không nên có quá nhiều phương án xét tuyển. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu dệt may trong tháng 7 đạt 4,29 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng đầu tiên trong năm có kim ngạch xuất khẩu dệt may vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ và cũng là tháng có kim ngạch cao nhất trong vòng 3 năm qua. Hiện Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may sang 113 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng thị trường xuất khẩu chính ngành dệt may của Việt Nam vẫn là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dù kết quả xuất khẩu dệt may của Việt Nam có khả quan, nhưng tình hình kinh tế thế giới đang có nhiều biến động sẽ tác động đến các ngành hàng xuất khẩu, trong đó có ngành dệt may. Do đó, các doanh nghiệp trong nước cần sự hỗ trợ kịp thời về thông tin của thương vụ Việt Nam ở thị trường nước ngoài. Tại Thừa Thiên Huế, bên cạnh việc tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cơ sở sản xuất hiện có, tỉnh đang thúc đẩy các dự án mới đầu tư đi vào sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư, đặc biệt là các dự án quy mô lớn như nhà máy Cang Lâm Đa, các dự án nhà máy may mặc của công ty Scavi, công ty cổ phần dệt may Thiên An Phú, góp phần tăng năng lực sản xuất và tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp tỉnh trong thời gian tới. Bộ Xây dựng đã có quyết định về việc công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại 4, công nhận khu vực dự kiến thành lập các phường trên địa bàn đô thị Phong Điền đạt các trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường của đô thị loại 4. Đây được coi là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng huyện trở thành thị xã. Bên cạnh các yếu tố về quy hoạch, hạ tầng, địa phương cũng đang rất chú trọng đến việc sắp xếp kiện toàn đội ngũ cán bộ phù hợp, trong đó ưu tiên đến đội ngũ cán bộ trẻ tuổi. Trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đã có 10 quyết định luân chuyển bổ nhiệm cán bộ chủ chốt. Anh Trần Anh Tuấn là một trong số những cán bộ đó. Từ vị trí phó chánh văn phòng huyện ủy, hiện anh Tuấn đang được điều động giữ chức vụ trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện. Trẻ, nhiệt huyết, đầy đủ năng lực chuyên môn, anh Tuấn đang rất được kỳ vọng sẽ là một nhân tố quan trọng để cùng với toàn huyện hoàn thành các mục tiêu về kinh tế hạ tầng phù hợp với chuẩn đô thị loại 4. Xác định và nhận thức được cái nhiệm vụ chính trị của huyện nhà cũng như là của phòng trong thời gian tới là hết sức nặng nề. Cá nhân tôi sẽ tiếp cận công việc, sớm tiếp cận công việc. Thứ hai nữa là sẽ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để cùng với cơ quan phòng kinh tế hạ tầng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao thì sẽ tham mưu cho lãnh đạo huyện để nâng cao các cái tiêu chí, tiêu chuẩn để xây dựng thị xã, xây dựng các phường và thực hiện hoàn thành các cái tiêu chuẩn, tiêu chí. Xây dựng Phong Điền trở thành thị xã, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Cũng như nhiều địa phương khác, công tác cán bộ đã được Phong Điền lưu ý ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ. Với thời gian gần đây, khi địa phương này đang có những bước chuyển mới, công tác này càng được chú trọng hơn, đặc biệt là đối với những vị trí lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp xã mà trong nay mai sẽ trở thành thị xã và phường. Bản thân tôi cũng là một trong những cán bộ đã được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, điều động về trực tiếp tại cơ sở với chức danh là bí thư đảng ủy. Thì trong tháng thời gian vừa qua, bản thân tôi cũng xác định luôn tâm huyết, nỗ lực gắn bó với cơ sở để cùng với các đồng chí trong đảng ủy đề ra nhiều chủ trương, giải pháp
để tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của huyện ủy, nghị quyết đảng ủy để thực hiện thành công cái chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt là trong công tác xây dựng đảng. Dù chuẩn bị nhân sự có thời gian ngắn nhưng không vì thế mà Phong Điền vội vàng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đã được địa phương thực hiện bài bản, đúng quy trình, khách quan và dân chủ. Công tác bố trí cán bộ, sắp xếp đã được triển khai sớm một bước. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, cơ bản các phương án đều cho thấy sự phù hợp. Trong quá trình mà thực hiện cái công tác điều động luân chuyển thì chúng tôi cũng gặp những cái khó khăn. Phải nói rằng là để mà lựa chọn được cái người có cái năng lực, phẩm chất và uy tín phù hợp với điều kiện thực tiễn thì như vậy phải lựa chọn những đồng chí đã kinh qua những cái môi trường công tác có được cái sự tín nhiệm cao trong cán bộ đảng viên nhân dân. Thứ hai nữa thì chúng tôi cũng phải lựa chọn những đồng chí mà đã được đào tạo đạt chuẩn để rồi đáp ứng với yêu cầu trong cái việc là cái lăn lộn và tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ ở các cái địa phương. Trở thành thị xã, Phong Điền sẽ trở thành một đô thị động lực phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều đó đòi hỏi những yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội cũng sẽ tăng thêm một bậc. Có một hệ thống cán bộ trẻ, năng động, chuyên môn phù hợp chính là điều kiện cần thiết, quan trọng để Phong Điền có thể hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra, sẵn sàng cho một đô thị phát triển năng động trong tương lai. Trong 3 ngày từ 11 đến 13 tháng 8, nhằm ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 âm lịch, lễ hội Điền Huệ Nam hay còn gọi là Điền Hòn Chén không chỉ là dịp sinh hoạt tín ngưỡng thờ mẫu mà còn là cơ hội để người dân kết nối với nhau, góp phần làm cho văn hóa truyền thống trở nên phong phú và đa dạng. Trong ngày đầu tiên diễn ra hoạt động cung nghinh thánh mẫu, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã có mặt để tham gia đoạt rước, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động. Ghi nhận của phóng viên thời sự. 6 giờ sáng tại thánh đường Thiên Tiên Thánh Giáo, số 352 Chi Lăng, thành phố Huế, hàng trăm người dân và du khách, đặc biệt là các đạo hữu, đã có mặt từ khá sớm để chuẩn bị cho nghi lễ rước Long Kiều Thánh Mẫu và Hòm Sắc Vua Phong cùng các vật thờ cúng, xuống các bằng, châu án, đi ngược dòng hương để cung nghinh Thánh Mẫu lên chánh điện Huế Nam. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng nhất để bắt đầu cả chuỗi hoạt động của lễ hội Điền Huế Nam. Do đó, các đạo hữu từ người lớn tuổi cho đến các nam thanh nữ tú đều thể hiện sự kính cẩn, thành tâm, tạo nên một nét đặc sắc rất riêng trong mùa lễ hội. Cái lễ hội truyền thống của Điền Huế Nam đã có từ xưa lắm rồi, tức là từ thời vua chúa, từ cung đình và từ cung đình ra nhân gian. Khi em bước chân vào đạo mẫu thì tất cả là ba mẹ và gia đình rất đồng hồ vì nói là đây là một nét đẹp truyền thống của văn hóa. Cho nên mình là con dân của Việt Nam và con dân của Đức Thần Kính, cho nên mình phải tiếp nối, mình phải gìn giữ bản sắc dân tộc. Hàng năm thì chúng tôi dự lễ rất là phấn khởi, vui vẻ, hoan hỷ để cầu mong là trước là quốc thái dân an, sau là gia đạo gia sự của mọi công của mẫu cũng như tất cả mọi người được hai chữ bình an. Thay như hôm nay là buổi sáng nay là trời quang mây tạnh là để được tốt đẹp cho cái buổi lễ được là tốt đẹp thành công. Điểm nhấn trong ngày đầu tiên của lễ hội là hoạt động rước thánh bằng thuyền trên sông Hương với sự tham gia của hơn 80 chiếc thuyền sông được đóng thành bằng, thuyền đôi và châu án, thuyền đơn. Bên trong đặt Long Kiều Thánh Mẫu và Hòm Sắc Vua Phong cùng các vật thờ cúng như tản, tang, cờ, quạt. Ngoài ra còn có hàng trăm đạo hữu khách hành hương đi theo với cả trang phục đặc trưng, tạo nên không khí sôi nổi cùng màu sắc tươi vui xuyên suốt một dòng sông. Kết thúc lễ rước, đoàn hành hương tập kết theo từng bằng châu án tại bến Điền Huế Nam trước khi thực hiện lễ chính, cung nghinh thánh mẫu và hội đồng vào chánh điện Huế Nam và tiến hành khai hội. Quá trình diễn ra lễ hội thì thấy không khí rất là vui tươi và thời tiết rất là thuận lợi cho đoàn đồng hương của chúng tôi. Cũng mong muốn là thời tiết là tạo điều kiện thuận lợi để cho các đạo hữu tham gia lễ hội được trọn vẹn. Sáng nay
là 5 giờ sáng là các cái đạo hữu đã đến ở đây rất đông rồi, và cho đến giờ này vẫn là rất đông. Thì trong cái công tác tổ chức lễ hội ấy, thì ban tổ chức chúng tôi đã là có cái phương án cụ thể ở Điện Hội Nam, thì có là Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai tất cả các cái phương án để bảo vệ là cho bà con từ các nơi về qua bãi bồi và vào trong nội điện này, thì là rất là trật tự và mọi người đều chấp hành đúng cái chủ trương của là ban tổ chức đã đề ra. Sau khi kết thúc ngày đầu tiên với các nghi lễ chính như rước cung nghinh thánh mẫu, trong hai ngày tiếp theo tại Điện Huế Nam sẽ tiếp tục diễn ra các lễ chính như lễ chánh tế, cầu nguyện quốc thái dân an, lễ hành hương cung nghinh thánh mẫu và hội đồng tử phụ lên đình làng Hải Cát, lễ hồi loan hoàng tạ cung thỉnh thánh mẫu về lại thánh điện 352 chi lăng và kết thúc lễ hội. Theo ban tổ chức, lễ hội Điện Huế Nam tháng 7 âm lịch năm nay dự kiến đón trên 25.000 người. Đây cũng được xem là lễ hội văn hóa dân gian truyền thống mang tính cộng đồng đặc trưng của vùng đất cố đô. Sau khi quy chế quản lý và tổ chức hoạt động biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ra đời, hoạt động kiểm tra liên ngành để chứng chỉnh cả vi phạm đã được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực. Trong tháng 7 năm 2024, Tổ liên ngành kiểm tra hoạt động ca Huế đã tổ chức 17 buổi kiểm tra theo kế hoạch và 7 buổi kiểm tra đột xuất, hơn 620 suất diễn trên tổng số 1.170 suất diễn ca Huế trên sông Hương. Đến thời điểm hiện tại, 100% thuyền tham gia phục vụ ca Huế trên sông Hương đã lắp đặt camera giám sát khu vực biểu diễn ca Huế. Số lượng diễn viên, nhạc công đảm bảo theo quy định. Tình trạng đưa khách ghép nghe ca Huế trên sông Hương đã không còn. Trước đó, Tổ liên ngành đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Huế về việc bố trí một phòng tại bến thuyền du lịch Tòa Khâm để làm phòng bán vé du thuyền và ca Huế trên sông Hương. Việc này nhằm khắc phục tình trạng bán vé chui, dạo trên tuyến đường Lê Lợi, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại khu vực này. Ngoài ra, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng co mồi, treo kéo, bán vé không đúng nơi quy định, làm mất trật tự cảnh quan môi trường tại khu vực bến thuyền du lịch Tòa Khâm, công viên 3 tháng 2. Dù vậy, hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương vẫn còn một số tồn tại, trong đó phải kể đến tình trạng bán hàng rong gây mất trật tự, ảnh hưởng đến cảnh quan vệ sinh môi trường trên đường đi bộ vẫn còn tái diễn. Thuyền trưởng, thuyền viên khi tham gia hoạt động cá Huế trên sông Hương vẫn không mang đồng phục, đeo bảng tên. Vẫn còn tình trạng một số người dân đi thuyền để treo kéo, bán cả phóng sanh cho du khách khi nghe cá Huế trên sông Hương. Đáng chú ý, việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp tổ chức biểu diễn cá Huế trên sông Hương liên quan đến giá xuất diễn vẫn xảy ra, nên dẫn đến chất lượng xuất diễn bị ảnh hưởng. Thời gian tới sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền phổ biến các quy định liên quan đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật và các quy định khác có liên quan cho các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động ca Huế để thực hiện nghiêm túc. Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố Huế đã phát hiện xử lý gần 900 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông đường bộ, mà phần lớn là càng quấy, lạng lách đánh võng. Đây thực sự là con số đáng báo động không chỉ với nhà trường, gia đình mà cả xã hội. Thực tế cho thấy vấn nạn này giờ đã trở thành trào lưu của giới trẻ mới lớn, thích thể hiện mình với mọi người xung quanh. Không chỉ trên các tuyến đường lớn mà ngay cả ở những tuyến đường nhỏ có mật độ lớn người và phương tiện tham gia giao thông, thi thoảng cũng xảy ra tình trạng một số thanh thiếu niên điều khiển xe đã chế độ lái bộ, chở 2-3 người không đội mũ bảo hiểm, luồng lách, rủ ga inh ỏi trên đường, làm không ít người giật mình bức xúc. Công an thành phố Huế đã huy động nhiều lực lượng tham gia như tổ đặc biệt 1311, cảnh sát giao thông trật tự, công an các phường, xã và cảnh sát cơ động tăng cường vừa mật phục vừa công khai để làm nhiệm vụ xử lý thanh thiếu niên can quấy đường phố, sử dụng bia, rượu và ma túy. Các lực lượng làm nhiệm vụ đều được trang bị máy đo nồng độ cồn, dụng cụ test ma túy, camera giám sát và nhiều công cụ hỗ trợ chuyên dụng khác phục vụ công tác phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ và trấn áp mạnh các loại tội phạm trong thanh thiếu niên. Bên cạnh lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố Huế, Công an tỉnh, Công an các xã, phường cùng tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp với các lực lượng đấu tranh ngăn chặn thanh thiếu niên có hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, nồng độ cồn, ma túy và các loại tội phạm khác. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thì ý thức của mỗi người, mỗi gia đình, các trường học trong việc tuyên truyền giáo dục vẫn là yếu tố quan trọng để hạn chế đến mức thấp nhất vấn nạn đua xe trong thanh thiếu niên hiện nay.
Công an huyện Nam Đông tổ chức hội nghị tuyên truyền một số quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với chủ doanh nghiệp, chủ xe, lái xe ô tô, kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, 25 chủ xe, lái xe ô tô, kinh doanh vận tải đã được nghe đại diện Công an huyện Nam Đông giới thiệu phổ biến một số nội dung cơ bản của pháp luật giao thông đường bộ như quy định về tốc độ, quy định về sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như các phương tiện ô tô vận tải chở quá khổ, quá tải, hết hạn đăng kiểm lưu thông trên đường, các lỗi mà chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tài xế thường hay vi phạm và hình thức xử phạt. Đồng thời, Công an huyện Nam Đông còn thông tin về tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm đã tăng cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong đó có 2 vụ làm 2 người chết liên quan đến vi phạm nồng độ cồn và xe quá thời hạn kiểm định. Từ những con số đau lòng này, Công an huyện Nam Đông đã yêu cầu các chủ doanh nghiệp, chủ xe, lái xe ô tô kinh doanh vận tải sau khi được triển khai các nội dung của hội nghị cần về triển khai cụ thể, chi tiết những quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ để người lao động, người lái xe của doanh nghiệp nắm rõ và nghiêm túc chấp hành để đảm bảo an toàn cho bản thân, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn cũng như toàn xã hội. Không dừng lại ở cả hoạt động rác quân nhặt rác, vệ sinh môi trường hàng tuần thường thấy, phong trào ngày chủ nhật xanh với sự chung tay của các đoàn thể đang ngày càng phát triển về chiều sâu, hướng tới hình thành một lối sống xanh, góp phần lan tỏa những giá trị vì cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nằm trên đường Nguyễn Văn Linh đi qua phường Hương Vinh, thành phố Huế, mới đầu năm nay, khu vực này còn là điểm đen về ô nhiễm vệ sinh môi trường với rác thải, xà bần, ung ứ không được xử lý. Đặc biệt là nằm ở vị trí gần các trường học, bệnh viện trên địa bàn. Tuy nhiên, khoảng vài tháng trở lại đây, qua bàn tay của các tổ chức, đoàn thể, mà nòng cốt là lực lượng hội viên hội nông dân của phường Hương Vinh, nơi đây đã trở thành một điểm xanh văn hóa với khuôn viên xanh mát, không ngừng được chăm sóc, chỉnh trang thường xuyên vào mỗi dịp cuối tuần. Nhờ đó, người dân có thêm một nơi để thư giãn, rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng dân cư, đồng thời góp thêm điểm nhấn về cảnh quan đô thị của địa phương. Mặc dù tuổi cũng đã lớn, nhưng mà với cái phong trào của hội và với cái quan điểm là luôn luôn chung tay cùng hội xây dựng nên những cái phong trào hoàn thành các cái mục tiêu. Song song với cả nhân tôi thì rất nhiều hội viên cũng có đến tham dự. Mục đích là cùng với hội chung tay làm nên những cái điểm xanh phục vụ cho các cháu thiếu nhi trong cái địa phương mình. Đây là một cái công trình của hội, có thể nói là đã thu hút ban chấp hành hội, cán bộ hội viên tham gia rất là nhiệt tình qua 6 tháng vừa rồi. Thì đây là cái công trình của hội thì cũng được những sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đặc biệt là cán bộ hội tham gia rất là nhiệt tình góp phần tuyên truyền mọi người là chung tay bảo vệ môi trường, làm cho cảnh quan môi trường là càng ngày là sáng, xanh, sạch, đẹp. Sức lan tỏa của phong trào ngày chủ nhật xanh, chủ nhật vì cộng đồng không chỉ đến từ các đợt ra quân cao điểm với sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, mà còn thông qua những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Dù quy mô không lớn nhưng đem lại giá trị thiết thực cho cộng đồng. Mô hình biển rác thanh tiên của Hội Phụ nữ Tổ dân phố 3, phường Trường An, thành phố Huế là một ví dụ. Đã đi vào hoạt động được 2 năm, đều đặn mỗi sáng chủ nhật, sau hoạt động chủ nhật xanh thì chị em hội viên lại về gia đình gom ve chai, tập trung ở một địa điểm để bán. Tiền thu được sẽ bỏ ống heo tiết kiệm. Sau năm thứ nhất, từ tiền tiết kiệm gần 1 triệu đồng, hội đã dùng để mua bình chữa cháy cho một hộ nghèo ở tổ dân phố và các phần quà vào các dịp đặc biệt cho các hộ gia neo đơn, tàn tật tại địa phương. Mô hình biển rác thanh tiên này phát động từ Trung ương hội đến từng địa phương. Nhờ sự chắc góp nhỏ nhoi này, chi hội phụ nữ chúng tôi năm qua đã giúp đỡ được mua một bình chữa cháy cho hộ nghèo và nhiều phần quà khác cho các hộ nghèo già neo đơn của tổ. Để nỗ lực tinh thần phát huy đó, chi hội phụ nữ ba chúng tôi tiếp tục phát huy mô hình này để được thêm nhiều quỹ hơn và lan tỏa nhiều yêu thương hơn. Bằng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mà mỗi người dân chính là mỗi chủ thể đóng vai trò tích cực. Việc duy trì và phong phú thêm phong trào ngày chủ nhật xanh, chủ nhật vì cộng đồng
không chỉ nâng cao nhận thức của cộng đồng trong chung tay bảo vệ môi trường mà còn góp phần hình thành nếp sống văn minh, nghĩa tình từ làng quê đến thành thị. Phần cuối là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thừa Thiên Huế ngày hôm nay tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi nên nhiệt độ dao động nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 38 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, độ ẩm từ 45 đến 96%. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo cháy rừng vùng đồng bằng và thành phố Huế cấp 4, cấp rất nguy hiểm, huyện Nam Đông và A Lưới cấp 1.